gửi đến một bài nhạc nước ngoài mà trong đó là nhạc sĩ Phạm Duy có viết là hồn xuân vừa tàn hơi, hai nắng ấm lung linh qua đời, nghe nối tiếc đau thương vời vợ. Xin vĩnh biệt Trang và tất cả giáo viên trong tổ, luôn luôn nhớ đến em, mong em về cõi Vĩnh Hằng thật thanh thản.